Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Huê Nghiêm Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư Kính Bạch Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phương Trượng chùa Huế Nghiêm chứng minh. Hôm nay toàn thể tăng ni và các Phật tử đạo tràng pháp hoa về đây có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dân lời tắc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Huê Nghiêm Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư Kính Bạch Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phương trưởng Chùa Huê Nghiêm chứng minh kính bạch hòa thượng hôm nay nhân ngày đầu xuân giáp thình đệ tử chúng con hàng tăng ni và đạo tràng pháp hoa ở các nơi về đây trước thềm năm mới chúng con thành kính đảnh lễ bái tuế vấn an sức khỏe đại lão hòa thượng kính nguyện hồng ân tam bảo lịch đại tổ sư gia hộ đại lão hòa thượng của chúng con luôn được pháp thể khương an thân tâm thường lạc tuệ đăng quảng chiếu ngõ hầu là điểm tựa tâm linh cho tín đồ phật giáo việt nam nương tựa và cho đạo tràng pháp hoa chúng con được thân thừa học tập ngưỡng mong hòa thượng tự mẫn thương xót nạp thọ lời bãi chúc của chúng con Nam mô vô lượng vô lượng vô lượng thọ tôn Phật tác đại chứng minh kính thưa chư tôn đức tăng ni và phật tử hôm nay nhân dịp đầu xuân thầy cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp và sống ở trong chánh pháp của đức phật thường đầu năm thì thầy tổ chúng ta có cái tục lệ là cầu an và tụng kinh dược sư nhân đây đó Thầy muốn gợi một số ý để cho quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng với chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Xưa kia thì Ngài Dược Sư cũng là một con người như chúng ta. Cũng sanh vào trong cái thế giới ta bà đầy đau khổ này. Cho nên Ngài mới phát tâm Bồ Đề Hành Bồ Tát Đạo Để cứu độ chúng sanh Từ chỗ đó Mà Ngài phát ra 12 đại nguyện Và lấy cái đại nguyện này đó Là mục tiêu phấn đấu Ở trên bước đường tu của mình Đến cuối cùng Thì Ngài thành Phật danh hiệu là dược sư lưu ly quan lưu như lai cho nên đó là một tấm gương sáng nhất mà đức phật khuyên chúng ta đó, nên học và nên tu theo cái hành của phật dược sư đó thì trong cuộc sống này đó luôn luôn được an lành ở trong mọi tình huống nên đây là cái điều quan trọng nhất thì 12 điều nguyện của Ngài Dược Sư Chúng ta suy nghĩ kỹ Chúng ta thấy Ba cái điều đầu tiên á Tức là phát huy trí tuệ của mình Tại Đức Phật dạy Quan trọng nhất ở trong cuộc sống Là phải có trí tuệ Có trí tuệ mà thấy được nhân duyên Sanh ra tất cả các Pháp đó, thì lúc bây giờ nếu mình thuận theo cái nhân duyên đó mà mình phát triển thì mọi việc trong cuộc sống chúng ta nó luôn luôn nó được tốt đẹp. Còn người mà thiếu trí tuệ đó, thì thường thường hay sợ, hay nghe và hay tin những cái điều mà không cần thiết. Lúc bây giờ đó, chúng ta sẽ bị những người xấu đó họ lợi dụng, tác động mà họ làm cho tâm chúng ta bất an. Mà khi tâm chúng ta bất an, thì mọi việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta không bao giờ tốt được. Cho nên đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên phải phát quy trí tuệ, phải thấy được tất cả, phải biết được tất cả. Mà muốn thấy được tất cả, và muốn biết được tất cả, thì tâm của mình phải giữ cho thật là yên tĩnh. Tại tâm tịnh thì trí mới sáng được. Cho nên các Phật tử nếu mà không tập trung tư tưởng được để cho tâm loạn động thì mọi việc xấu nó sẽ tới với chúng ta thôi. Cho nên tâm càng loạn động thì hoàn cảnh chúng ta càng xấu thêm. Mà tâm càng thanh tịnh thì hoàn cảnh nó từ từ lắng yên và tốt đẹp cho nên trong những lúc mà khó khăn và nguy hiểm nhất á, trong cuộc đời của thầy đó thì thường á, thầy đem kinh ra để thầy đọc tụng và suy nghĩ tức là sống ở trong kinh sống theo lời đức phật dạy thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới thanh tịnh được cho nên khi mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó thì hoàn cảnh bên ngoài nó cũng thanh tịnh và nó tốt theo thôi đây là cái điều quan trọng nhất. Tại vì khi thanh tịnh thì trí mới sáng. Và trí mới sáng thì chúng ta mới thấy được chỗ nào chúng ta nên tới. Và việc nào chúng ta nên làm. Và ai là người chúng ta nên tiếp xúc. Từ đó chúng ta sẽ không mắc những cái sai lầm trên cuộc đời này. Đấy. Thì mọi việc xấu không bao giờ tới với chúng ta được. Dù hoàn cảnh xấu. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì không thể xấu được. Cho nên đó là cái điều thứ nhất mà Đức Phật Dược Sư đã thực hành được và có kết quả. Cho nên nó cuối cùng ở ngày thành Phật. Thì ngày hôm nay Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi mà nó có những cái điềm không lành, cái triệu chứng xấu xảy ra trong cuộc sống chúng ta, thì nó bắt đầu từ đâu? Tức là cái tâm bất an. Khi mà tâm chúng ta bất an, là tức là chứng tỏ rằng á ở bên trong. Ma chướng ở bên trong phát khởi. Vì vậy đó mà chúng ta cần phải trấn ác cái tâm bất an này trước. Nếu để cho tâm bất an đó, thì ma bên ngoài nó mới tác động vào và nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong đường xấu. Còn nếu mà trấn ác được con ma ở trong tâm chúng ta rồi thì cái trường hợp này nữa ma bên ngoài không thể tác động được thì từ từ cái hoàn cảnh bên ngoài nó sẽ tốt lần cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất Đức Phật dạy đó là trí tuệ là quan trọng nhất trong cuộc sống của một con người. Mà để mất trí tuệ rồi đó thì lúc bây giờ tất cả những cái điều xấu nó tới mà điều xấu này tới thì điều xấu kia cũng tới cho nên nó trùng trùng duyên khởi nó làm cho cuộc đời chúng ta tới cuối cùng đó, thì hoàn toàn khổ đau và bị đọa. Cái điều thứ hai nữa là gì? Tức là Đức Phật Dược Sư khi tu hành đã Bồ Tát đó, là cái điều quan trọng thứ hai này đó cũng quan trọng. Tức là trên cuộc đời này đó, chúng ta không phạm phải cái sai lầm nào. Cho nên lỗi lầm, chúng ta nên tránh. Không phạm phải cái lỗi lầm nào ở trong cuộc sống, thì đương nhiên đó, mọi việc tốt nó cũng phải tới với chúng ta thôi cho nên nó trong sạch mà đức phật dược sư nó là phải như ngọc lưu ly không tì vết có nghĩa là mọi người chung quanh nhìn vào ta đó họ thấy không có cái điều nào ta làm mà có thể đáng chê được đáng trách được thì người xấu họ có muốn hại chúng ta không? họ muốn gây khó khăn chúng ta đó thì cái trường hợp này nó không thể nào mà tới của chúng ta được vì vậy đó quan trọng nhất là tâm phải trong sạch thân phải trong sạch lời nói cũng phải trong sạch thân khẩu ý thanh tịnh tức là trong sạch chúng ta cảm thấy mình không có cái lỗi lầm nào hết thì mình không sợ bất cứ việc gì hết vì vậy nó là phải cố giữ giữ cái thân tâm mình cho thanh tịnh cho nên đức phật dạy chúng ta đó, phật dược sư làm được thì chúng ta cũng phải làm được thôi cái khi mà tâm chúng ta trong sạch thân chúng ta trong sạch lời nói chúng ta trong sạch rồi đó, thì ngoại đạo tà giáo nó có những cái ác ý nó có xuyên tạc nó gây khó khăn cho chúng ta đó, thì mọi người nó nhìn vào ta nhìn vào ta thì lúc bây giờ họ thấy chúng ta trong sạch Đấy, những cái lời nói mà của tà giáo ngoại đạo nó siêu tạc đó họ tự nhiên có một cái suy nghĩ đây là lời nói không đúng phải không tại cái đạo đức đó, mà thánh thiện chúng ta có rồi đó thì chúng ta không sợ bất cứ một cái ai có thể nói xấu ta nữa mà sợ nhất đây đó là chúng ta còn xấu à, cho nên đa số đó tà ma ngoại đạo đó thì phần nhiều họ muốn che cái dấu cái xấu của họ đi mà họ muốn phô bài cái tốt bên ngoài thì dầu có che giấu mấy đi nữa đó, thì tới cuối cùng cái này cũng phải được phát hiện ra thôi vì vậy đó mà khi chúng ta nghe mọi người chê trách chúng ta đó thì chúng ta càng lắng lòng cho thanh tịnh để suy nghĩ xem cái lời nói của họ có đúng không nếu lời nói của họ đúng đó, thì mình có lỗi thiệt cho nên mình sám hối mình sửa đổi thì tự nhiên đó, cái lỗi mình mất đi mà khi cái lỗi của mình mất đi rồi đó Thì mọi người chung quanh họ nhìn họ thấy mình đó Đâu có lỗi Họ thấy mình không có lỗi là Tại vì mình sám hối tiêu cái tội này rồi Tại nên mình lại Phật Mình tụng kinh Rồi mình lấy cái đức của Đức Phật đó Mà tra nghiêm cho thân tâm mình Cho nên lúc bây giờ nó mình trở thành con người hiền lành Con người đức hạnh như Đức Phật Thì mọi người nhìn thấy đó, Là chúng ta tốt hoàn toàn chúng ta hiền thực sự thì mọi cái điều mà xuyên tạc nói xấu chúng ta nó cái này nó không ai nghe và không ai chấp nhận được chúng ta không sợ những cái điều đó thanh đức phật nói là sợ nhất là mình có lỗi lầm mà mình che giấu mình có lỗi lầm mà mình không sửa đổi cho nên bây giờ nữa, nếu có lỗi lầm thì mình sửa đổi không che giấu còn nếu không có lỗi lầm thì cái trường hợp này coi như không có việc gì xảy ra cái khi thầy mới nhận cái chức trưởng ban quản pháp của giáo hội thì lúc bây giờ đã có nhiều người chế trách phải không? nhiều người nói nhưng mà hòa thượng trí thủ đó hòa thượng tới an ủi thầy hòa thượng nói thế này thành ra người ta nói thì thầy cứ suy nghĩ xem coi cái này mình có lỗi thiệt không nếu mình có lỗi thì mình sám hối còn mình không có lỗi thì mình coi như là gió thoảng mây bay mình coi như là tốt nghiệp của mình trả xong rồi đó thì cái này không còn nữa cho nên khi họ nói nhưng mà họ thấy không có tác dụng thì tự nhiên họ cũng không thể nói được nữa đó là cái việc quan trọng nhất quan trọng nhất là mình phải giữ tâm cho trong sạch ta nói tâm cho trong sạch mà tâm trong sạch rồi đó thì không sợ bất cứ cái gì hết cái điều thứ ba là gì khi mà chúng ta có đầy đủ trí tuệ chúng ta có một cái thân tâm trong sạch rồi thì lúc bây giờ chúng ta nhìn ra xã hội chúng ta nhìn ra xã hội hay sao ta thấy được rõ cho nên những người mà đồng một tâm niệm với chúng ta đồng một hạnh với chúng ta đó ta coi đây là những người bạn đồng hạnh đồng nguyện cho nên đó, chúng ta tiếp xúc với họ hợp tác với họ cùng nhau mà xây dựng một cái xã hội tốt đẹp đây là cái việc quan trọng cho nên cái người mà không biết chỗ này cái người mà không có trí tuệ và không có đạo đức thì lúc bây giờ họ muốn tập hợp quần chúng cho đông mà tập hợp quần chúng đông chỉ có quần chúng này quần chúng ô hộp tập hợp lại những người ô hộp những người hạnh không giống nhau nguyện không giống nhau thì tập hợp một nơi đó thì những người này sẽ tranh cãi với nhau sẽ hơn thua với nhau tới cuối cùng gây khổ đau cho nhau cái này có lợi gì cho nên ta có trí tuệ rồi ta quan sát ta thấy những người đồng hạnh đồng nguyện với chúng ta nó rõ là những người tốt cho nên đó, bồ tát thì phải có bồ tát quyến thuộc muốn cứu nhân độ thế thì phải có nhiều người hợp tác thì ta mới làm được nhưng mà hợp tác với người xấu thì này rất nguy hiểm cho nên nó chọn những người tốt mà hợp tác vì vậy đó cá nhân chúng ta nó không thể chọn được thì chúng ta còn nhờ ai ta nhờ chư phật chư bồ tát ta nhờ hộ pháp long thiên giúp đỡ ta chứ cho nên thầy lúc đó có một cái nguyện duy nhất đó là gì những người nào mà đồng hành đồng nguyện với thầy đó thì xin Đức Phật đưa họ tới để cùng với Thầy hành Bồ Tát Đạo cứu nhân độ thế ở trên cuộc đời này theo cái hạnh nguyện của Phật Việt Sư. Còn người nào mà không đồng hạnh, đồng nguyện, đó, tức là khác hạnh, họ vào ở trong đạo tràng mình, họ muốn chi phối, họ muốn gây những cái chuyện khó khăn, đó, thì nhờ Kim Cang Hộ Pháp đưa đi kim cang hộ pháp đưa đi, chứ thầy không đuổi, thầy không đuổi họ, nhưng mà hộ pháp đuổi họ, tại vì cái người đó mà ác xấu vào ở trong cái đạo tràng thanh tịnh thì những người này thực họ cũng giống ai hết, họ cũng không chiêu dụ được ai và đồng thời vì không giống ai và không chiêu dụ được ai cũng không làm được cái việc gì hết, thì thôi tự họ bỏ đi. Thành ra tự họ phải bỏ đi thôi. Hòa thượng trí tịnh cái khi mà còn sanh tiền nữa, thầy có thưa với hòa thượng, thầy nói là nếu mà mình không phát triển và giữ tín đồ mình cho tốt thì ngoại đạo họ sẽ dụ hết đi phải không? thì hòa thượng nói với thầy cách nhẹ nhàng, hòa thượng nói mấy người đó họ đi cũng tốt còn mấy người đó để cho ngoại đạo dụ đi cũng tốt đi. Tại Tụng Kinh Pháp Hoa là phải hiểu cái đó Trong một cái hội chúng Mà tới 5.000 người bỏ ra đi đó, Mà Đức Phật nó Những người đó họ đi cũng tốt Những người đó là ai Những người đó Là họ theo Đề Bà Đạt Đa phải không? Họ theo bồ đề, đó, đề Bà Đạt Đa Để qua núi tượng đầu Để mưu cầu về chính trị phải không? Đây là điều quan trọng nhất cho nên những người đó họ đi một tốt. Thanh Đức Phật đã giải như vậy thì ngày nay mình cũng như vậy. Mình cố gắng giữ tâm cho thanh tịnh và giữ được đồ chúng cho thanh tịnh. Còn chúng mà ô hộp đó thì họ đi làm tốt. Cho nên tất cả các vị nên nhớ cái điều đó. Đông thì tốt mà không đông cũng tốt. Tại vì hành Bồ Tát Đạo 6 muôn hàng hà sa Bồ Tát Tùng đều Dũng Xuất có người nó thì cả hàng hà sa có người cả ngàn người mà có người chỉ một mình thôi cho nên đông cũng tốt mà không đông cũng tốt nhưng mà quan trọng nhất là phải những người đồng hành đồng nguyện thành ra bồ tát thượng hạnh là người mà thích làm những chuyện khó làm phải không thích làm những chuyện khó làm thì chỉ có những người mà thích dấn thân thích chịu khó chịu khổ thì mới có thể hợp tác với ngài được chứ chứ những người sợ khó sợ khổ sợ chết thì những người này làm sao mà đi theo thượng hạnh bồ tát được cho nên mình chọn bạn để tu hành thì phải như thế này còn bồ tát vô biên hạnh là gì tức là đa hạnh tức là giờ nào việc đó hai cái nào thấy cần thì mình làm dấn thân không tỉ hiềm việc lớn hay là việc nhỏ đây là cái việc quan trọng Cho nên Đức Phật Thích Ca Có khi thì lên cung trời thuyết pháp Có khi thì vào trong vương cung thuyết pháp Nhưng mà có những lúc Thì Ngài lại Xỏ kim dùm cho một bà già Bên, bên về đường Thế nên Ngài An An Mới suy nghĩ Đức Phật là thầy của trời người Mà đi làm một chuyện quá nhỏ như vậy Thì Đức Phật nói là ở đây mà không làm việc này nữa thì còn việc nào lớn hơn nữa anh ăn -an có thể làm cho nên các phật tử suy nghĩ này bồ tát vô biên hạnh là vậy giờ nào việc đó gặp cái chuyện đáng làm mình có thể làm được đó, thì đừng bỏ nhờ làm những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đó mà góp lại lần lần nó trở thành lớn tại vì một giọt nước nhỏ nhưng mà nhờ nhiều giọt nước đó cũng có thể trở thành ra một một biển cả công đức cho nên tất cả các phật tử thấy bồ tát vô biên hạnh thì đi theo ngài rất là đông rất đông là vì ngài hợp tác với tất cả những người và việc nào ngài cũng làm hết cho nên những người chung quanh ngài nữa thật là đông và kính trọng ngài còn bồ tát tịnh hạnh thì sao tức là giữ mình cho trong sạch giữ mình cho trong sạch cho nên không thích tiếp xúc với ai càng tiếp xúc nhiều thì tâm càng động mà tâm động thì không tốt cho nên luôn luôn sống ở trong thiền định sống trong thiền định thì có ai tới với mình đâu cho nên bồ tát này sống một mình cho nên đó là cái việc quan trọng của các vị bồ tát làm ta đã tụng kinh pháp qua rồi nữa ta thấy được cái hạnh của các ngài mà chúng ta có thể học theo cái vị thứ tư lãnh đạo nữa đó là gì an lập hạnh ta ra ở trong đại chúng này mình nhìn kỹ rồi mình thấy mình nên làm cái gì mình đứng chỗ nào mình nên nói cái gì mà người ta có thể nghe người ta chấp nhận được thì mình nói phải không chứ không phải việc nào cũng nói ta nói có việc mình biết nhưng mà phải biết thêm cái nữa là có nên nói hay không tại không nên nói thì bây giờ ta có nói nói ra không có lợi thì chúng ta không nói cho nên bồ tát an lập hạnh là luôn luôn Đó ở trong bất cứ cái chúng hội nào nữa, ngài cũng không đụng chạm với ai hết, đó. tức là tìm cái chỗ đứng mà thích hợp với mình nhất đó. mà không ai tranh cãi, không ai giành đó, thì cái trường hợp này nữa mình nên tới chỗ đó mình làm. Tên nếu khi mà tụng kinh pháp qua đó, thì lúc bây giờ vào Phật không đường. Bây giờ đó thầy thấy là ở trong nhà vệ sinh không ai giành hết. Đó cho nên thầy tình nguyện dọn dẹp nhà vệ sinh đây là án lập hạnh mình vào cái chỗ này không ai tranh chấp với mình phải không còn những chỗ mà có quyền có lợi có tranh chấp cho nên chỗ này nên tránh đi cho nên trên bước đường tu nữa đức phật giới thiệu cho mình bốn vị bồ tát mẫu lên mình thấy thích hợp với cái nào thì mình theo cái vị đó để mình làm đây là cái cốt lõi của kinh pháp Hoa mà tất cả các phật tử trong đạo tràng đó nên nhớ, nên học và nên làm theo đó thì chắc chắn con đường của chúng ta đi nó sẽ tốt đẹp. thì khi mà biết được việc đó rồi đó thì chúng ta làm cho nên cái chúng hội đạo tràng chúng ta đó, nó trở thành thanh tịnh. vì vậy đó mà chuyên tụng kinh dược sư thì mọi cái việc mà không tốt đó, nó sẽ không tới với chúng ta được. thành cái việc không tốt mà nó có thể biến trở trở thành tốt đó, cho nên là ba cái điều đầu tiên mà ta thực hiện được theo nguyện của ngài dược sư đó thì cuộc đời chúng ta bắt đầu thay đổi nó bắt đầu thay đổi từ chỗ nào qua cái nguyện thứ tư ngày đó nó bắt đầu đây những người tu theo tà đạo đó thì ta khiến họ trở về chánh đạo những người mà mê tín dị đoan thờ thần thờ quỷ này kia đó thì cái trường hợp này nó lần lần họ bỏ họ tu tay tu theo chánh đạo thì thấy an lành hơn, còn mình theo quỷ thần á, các vị nghĩ xem, nếu mà cái người đó mà mình van xin họ được thì những người đó thì chắc chắn họ cũng có thể hại mình được. vì vậy đó mà lúc bây giờ đức Phật mới khuyên mình là mình nên tu chánh đạo là chính. cho nên khi mình tu chánh đạo rồi đó thì tất cả những cái điều xấu nó từ từ xa mình mà cái điều tốt nó tới với mình mà khi điều tốt tới với mình thì cái trường hợp điều đó là gì tức là năm cái điều tốt mà quan trọng nhất trong cuộc sống con người thứ nhất là tâm an lành cho nên cái tâm mình được an lành rồi thì tự nhiên cái thân mình nó khỏe mạnh thân khỏe tâm an hai cái này là cái chính của một cuộc sống con người cái này là nội tài nữa. Nếu mà cái này quý vị đánh mất đi rồi đó thì tất cả những cái khác nó thuộc về ảo hết. Thành nó có nhiều tiền của nhưng mà mình suốt năm ở trong nhà thương thì cái trường hợp này tiền của nó có tốt không? Thành ra không không có tiền của nhưng mà quanh năm suốt tháng không bao giờ đi bệnh viện đó, thì cái trường hợp này đó thầy nghĩ là tốt nhất trong đời. Thân mình khỏe, tâm mình an lành. Thì cái này là hạnh phúc nhất Cho nên giàu cũng được Mà nghèo cũng được Cái này là do cái phước báo đời trước của mình Bạn bè đông cũng được Mà sống một mình cũng được Là cái này do cái nhân duyên của mình Với cuộc đời Nhưng mà một mình cũng được Mà đông cũng được Mà đông thì phải là người tốt Chứ còn mình cần đông á, Mình tập hợp chúng ô hợp Thì này rất nguy hiểm cho mình Cho nên cái điều này là cái điều mà vô cùng quan trọng Cho nên cái người mà tốt đây đó Đức Phật nói là bạn bè đông mà đông nhưng mà phải tốt chứ còn đông mà không tốt thì cái này hại cho chúng ta hơn là lợi tranh giành giết hại lẫn nhau cái này rất nguy hiểm đây là chúng ô hộ còn Đức Phật đó là chúng Bồ Tát á, thì cái trường hợp này đó, không phải vì quyền lợi không phải quyền lợi cho mình nhưng mà quyền lợi cho tất cả vì vậy đó mà trong cái thế giới Phật và Bồ Tát đó, thì thế giới đó là thế giới an lành giống như là cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật thích ca nói là không có người ác ở thế giới cực lạc không có người ác cho nên nếu ai tu tịnh độ mà còn cái tâm ác đó, thì nhất định không thể nào về cực lạc được hết. Tại vì Đức Phật thích ca nói là thế giới cực lạc đó, cái tên ba đường ác cũng không có, cái tên địa ngục cũng không có, cái tên súc sanh cũng không có. thì cái trường hợp này nữa mà chúng ta còn có cái tâm đó là không về được đâu. Đó. Cho nên đây là cái điều quan trọng là thế giới của Phật Di Đà. Còn thế giới của Phật Dược Sư đó thì tất cả mọi người tâm trong sạch như Ngọc Lưu Ly không có thì vết. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, nếu mà quý vị tụng kinh Dược Sư đó tụng kinh Dược Sư đó, thì cái trường hợp thấy rõ Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó, nếu mà tu theo cái hạnh của Phật Dược Sư cái nguyện của Đức Phật Dược Sư đó mà hạnh của Đức Phật Dược Sư và nguyện Đức Phật Dược Sư gì? Tức là giúp người và cứu đời, phải không? Đó, ta đã cố gắng làm chuyện này nhé. Mình giúp cho người khó khăn, mình xây dựng cuộc đời này tốt đẹp thêm lên, đó, thì hạnh này của Dược Sư, nguyện này của Dược Sư, thì khi mình chết rồi đó là mình sẽ sanh về thế giới của Đức Phật Dược Sư đó. Thế giới đó là thế giới thanh tịnh, trong sạch. Cho nên cái nguyện thứ tư đó, khi mình tròn ba cái nguyện kia rồi đó thì nguyện thứ tư này quý vị mới có thể thực hiện được đó là gì những người mà tu theo tà đạo những người mà xấu đó những người ác đó thì họ nhìn họ thấy mình tu có kết quả họ thấy kết quả của mình đó, kết quả của mình gì trí mình sáng ra tâm mình tốt lần việc làm mình đó, thì ai cũng quý trọng hết cho nên những người xấu, những người ác, những người chỉ trích mình Lần lần họ tới với mình Họ tới với mình Trước kia họ chê bai chửi bới mình Bây giờ họ xin lỗi mình, họ theo mình, họ tu hành Cho nên bảo là những người tu theo tà đạo Thì ta khiến họ trở về chánh đạo Khiến họ trở về chánh đạo là vì theo tà đạo không được Không có kết quả tốt cho nên lúc bây giờ nữa, họ thấy mình tu như vậy tốt hơn cho nên họ xin trở về theo mình thì mình cũng nhận họ phải cho nên đây là điều thứ tư chúng ta tu hành rồi đó, thì muốn độ người đó, thì ta phải làm ba cái việc trên này cho tốt ba cái việc trên này chưa tốt đó, mà nghĩ độ người xấu đó, thì cái này mang quả vào thân thôi cho nên trên bước đường tu các vị nên nhớ cái đó, đó. mình lo mình sửa mình trước sửa mình cho đến không có tỳ vết đó. Đó, rồi lúc bây giờ đó mình có bạn bè tốt đông thì lúc bây giờ đó mọi người tới với mình thì mình giúp họ được cái gì mình giúp mà mình giúp không được thì thôi không sao cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói này là mình nhìn kỹ rồi mình mới thấy trong cuộc đời này đó đối với mình có ba hạng người phải không cái hai người thứ nhất đó, mình gọi là quyến thuộc bồ đề những người quyến thuộc bồ đề của mình đây là những người bạn tốt của mình trên cuộc đời này đó những người này nó là bạn tốt của nhau ở trong quá khứ cho nên sanh trên cuộc đời này gặp lại nhau thì đương nhiên là tốt cho nên khi mà thầy mới sang Nhật học thì thầy gặp Hòa Thượng Y Tô lúc đó thầy còn trẻ thầy mới 20 ngoài tuổi thôi mà ông cụ là năm 60 tuổi rồi ông cụ ra phi trường đón thầy tại vì ông làm trưởng ban Phật giáo quốc tế của Nhật, ông ra ông đón thì ông nói một câu rất dễ thương mình là bạn với nhau từ nhiều kiếp trong quá khứ rồi. cho nên bây giờ ông chết rồi thầy vẫn đem cái hình ông về thầy thờ trên phòng để mỗi lần tụng kinh nhớ thơ ông nhớ cái ơn của ông, ông giúp đỡ thầy trong thời gian mà thầy học ở bên nhật. đây là cái điều quan trọng nhất là những người tốt với mình thì những người này nên kết hợp trước. nếu không có bạn tốt thì không làm được việc. cho nên đây là hạng thứ nhất mà mình phải nhìn cho kỹ phải thấy cho rõ để mình tập hợp lại tập hợp lại để mình làm phật sự cái hạng người thứ hai là gì hạng người thứ hai là hạng người mà họ cũng không thương mình mà họ cũng không ghét mình phải không cái người này đối với mình bình thường thì đức phật nói người này nếu mình chưa làm cái gì cho họ trong quá khứ chưa làm có nghĩa là không làm việc ác mà cũng không làm việc thiện nếu mình làm việc ác trong quá khứ thì họ thấy mình họ ghét nhưng mình làm việc thiện cho họ trong quá khứ thì họ thấy mình họ thương thì từ cái chỗ đó, đó mà mình biết những người này mình chưa làm cái việc tốt nào cho họ thì bây giờ mình nhìn kỹ rồi mình thấy mình có thể làm cái gì cho họ cho nên trên bước đường tu cái quan trọng nhất là cái chỗ này mình chưa làm cái việc gì hết cho nên bây giờ mình nên làm việc gì tốt với họ muốn làm như vậy nữa thì quý vị nghĩ sao mình thấy họ cần cái gì mà mình có thể giúp được mình sẵn lòng cho nên trong đời mình nếu mình giúp được nhiều người như vậy đó thì cái trường hợp này chắc chắn sẽ có nhiều người mà họ quý trọng mình chứ đây là trên bước đường tu cho nên mình có làm được cái gì đó thì nên làm chứ đừng bỏ qua nó uổng không thầy nói là đi trên đường mà gặp một cái người già cả mình có thể nhường chỗ ngồi của họ trên xe cũng được phải không hay mình dìu họ lên cầu thang cũng được ấy mình làm cái việc như vậy nữa thì tự nhiên trong lòng họ có một cái quý trọng mình mà trong lòng họ có quý trọng mình á đức phật nói cái quan trọng nhất là trong lòng trong lòng họ quý trọng mình á thì nếu mà kiếp sau sanh lại gặp lại đó, thì họ cũng quý trọng sẵn cái này nữa. Đó. đó là hạng người thứ hai họ chưa tốt mà cũng chưa xấu còn hạng người thứ ba là người ác đó, thì mình để làm sao phải không Ta nói những người này đó dù mình có nói phải nói tốt mấy đi họ cũng không chấp nhận họ không nghe bằng mọi cách họ cứ chống thôi thì họ cứ chống thì mình để cho họ chống họ để mình để cho họ chống mà mình biết họ sẽ chống mình thì mình để cho họ chống và mình chuẩn bị để cho họ chống mình thì chắc chắn họ chống mình không được đâu cái quan trọng nhất là phải biết người mình biết nó rồi nó chống mình nhưng mà nó chống mình như cái gì chống cái nào thì khi mà nó chống cái đó Thì mình sửa cái đó, mình đỡ cái đó Thì nó sao chống được Đây là cái việc quan trọng Nó luôn luôn tìm những cái xấu của mình Cái tì vết của mình để mà nó chỉ trích Nhưng mà lúc bây giờ nó, nó không tìm thấy được cái gì hết Thì làm sao đấy? nó chống được Thì tới cuối cùng đó Cái hai người này nó không thể chống mình được nữa Thì mình cũng có thể đổ nó được Thì cái này tâm của Tâm của Phật, của Bồ Tát ông đề bà đặt đa đã chống đức phật thích ca nó chống tới cùng có lần mà ông dụ được năm ngàn người để mà dắt qua núi tượng đầu tu đi thì qua bên kia tu rồi đó tại đi theo tà đạo thì lần lần mất phước mất phước lần nữa, cho tới cuối cùng nữa những người này không chịu được nữa mới bỏ ông hết thì còn lại có vài ba người đệ tử trung thành nhất của ông đó ở bên cạnh thôi Đấy, mà lúc đó là ông bệnh rồi ông sắp chết rồi cho nên lúc bây giờ đó ông nói là thôi bây giờ đó là tụi con thương thầy đó thì thôi đưa thầy về để sám hối với đức phật để sám hối đức phật trước khi thầy chết cho nên hai ông đệ tử mà trung thành nhất của đề bà nó mới giống ông đi về giống trở về chỗ trúc lâm đó mà gặp đức phật đó ông còn kịp nói hai tiếng mô phật rồi nên chết cho nên mô phật rồi chết đó, thì ông này hối hận được cho nên đức phật mới thọ ký cho ông đó, từ đây về sau ông sẽ phát bồ đề tâm ông tu bồ tát đạo ấy. rồi cuối cùng cũng sẽ thành Phật thôi. Đó. cho nên thầy nói là người mà có duyên với mình, mình độ trước, còn những người chưa có duyên thì kết duyên, còn cái người mà ác thì để một bên đó đi. tới cuối cùng thì mình cũng độ được, mà độ được hết cả người mà có duyên cũng như là không có duyên thì tới chừng đó mình thành Phật cũng như Đức Phật này. cho nên đó là điều thứ tư mà độ những người ngoại đạo. Còn thứ năm là gì? Tại trên bước đường tu mình ấy, mình sẽ có những người bạn mà những người bạn của mình á trên bước đường tu Bồ Tát đạo không phải lúc nào mình cũng tốt, không phải lúc nào mình cũng may mắn phải không? Có những cái lúc may mắn nhưng mà cũng có những lúc khó khăn. Cho nên khi tu đó là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau ở trong chỗ này. Khi mình thấy bạn mình khó khăn, mình tìm cách mình giúp đỡ, mình an ủi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, bảo rằng những người ở trong chánh pháp mà tu đó mà họ phạm phải những cái sai lầm đó. phạm những cái sai lầm đấy nhưng mà khi mà họ nghĩ tới phật diệt sư đó, đó nghĩ tới phật diệt sư thì tất cả những cái sai lầm này đó đáng đọa địa ngục mà họ không đã nhờ đức phật diệt sư cứu phải không nhờ đức phật diệt sư cứu thì cái trường hợp này đó, đó là điều thứ năm đó, là giúp cho bạn bè đồng tu tại bây giờ tất cả các phật tử trong đạo tràng đó thì tất cả đều là tu theo pháp hoa hết thành bồ tát đạo hết nhưng mà đâu phải là lúc nào mình cũng tốt lúc nào mình cũng được cho nên có lúc mình tốt mà có lúc mình cũng có những cái sơ xuất có những cái lúc mình được mà có những lúc mình không được thì mình tu đó mình tìm cách mình giúp đỡ lẫn nhau chứ đừng tìm cách chỉ trích lẫn nhau đây là cái điều sai lầm lớn đó mình thấy bạn mình gặp khó khăn thì mình mới suy nghĩ mình giúp được cái gì đó mình giúp cho bạn mình và cái điều quan trọng nhất là mình tìm xem coi cái nguyên nhân khó khăn này như thế nào mà mình học được để mình tránh mình không không phải gặp những cái điều đó nữa cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó cái điều này là điều quan trọng đó là năm cái điều quan trọng mà Phật Dược sư đã phát nguyện thực tập cho nên ngày thực tập hết năm điều đó rồi thì còn trở lại bảy điều nữa phải không? thì mỗi ngày các Phật tử tụng kinh dược sư trong suốt một tháng này nữa mình suy nghĩ mình nên suy nghĩ những cái điều mà Phật dược sư làm cho nên Đức Phật Thích Ca khuyên mình đó, đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì công đức mới không thể nghĩ bàn. Nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu đó, đọc và suy nghĩ cho kỹ rồi đó lấy cái đó đó mà mình giúp đỡ cho bạn mình để cùng tu cùng làm phước mà xây dựng cuộc đời này tốt đẹp thêm, thì như vậy đó, cái công đức mình nó không thể nghĩ bạc. Nó sẽ lớn lần lên. Tại đây đồng hạnh, đồng nguyện với Phật Dược Sư, thì Phật Dược Sư sẽ gia hộ cho mình. Đó, gia hộ tới cho mình. Thì cái công đức lớn như vậy đó, thì Ngài gia bị cho mình, thì chắc chắn mình sẽ được mọi điều tốt, an lành. Đó, thì nhân cái dịp đầu năm này đó, Thầy cầu nguyện cho Tăng Ni và Phật tử chúng ta đó, luôn sống trong an lành, tức là phải học theo cái hạnh của Phật Dược Sư thì tới cuối cùng đó chúng ta cũng sanh về thế giới của Đức Phật Dược Sư ta cũng trong sạch như Phật Dược Sư và sẽ thành Phật ở trong tương lai Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương như lai chứng minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Lão Hòa Thượng đệ tứ pháp chủ đã từ bi thương xót hứa khả và đã khai thị cho đạo tràng chúng con những lời dạy vô cùng cao quý chúng con nguyện nương theo đây làm kim chỉ nam trên bước đường tu học và để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn chúng con xin kính nguyện y giáo phụng hành y giáo phụng hành y giáo phụng hành Chàng đêm con. hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.